kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Tranh luận trực tiếp Trump Harris, cuộc so găng kịch tính. Cuộc tranh luận có thể quyết định kết quả bầu cử tổng thống. Màn so găng. Hai bang chiến trường có thể định đoạt bầu cử tổng thống Mỹ. Tranh luận Trump Harris, cuộc so găng kịch tính. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 21 giờ ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 8 giờ sáng ngày 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ, gồm phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump, đã chính thức có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hồi cuối tháng 7. Cuộc tranh luận do hãng tin ABC News điều phối với thời lượng khoảng 90 phút và không có khán giả trực tiếp. Địa điểm tổ chức là Trung tâm Hiến pháp Quốc gia NCC ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Sự kiện được coi là có thể tạo bước ngoặt cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngay khi bước vào phòng tranh luận, bà Harris chủ động tiến về phía ông Trump để bắt tay. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt trực tiếp. Ngay sau đó họ bắt đầu nhận câu hỏi từ người dẫn chương trình. Trong một tiếng rưỡi tranh luận theo các nguyên tắc do ABC đưa ra, hai đối thủ liên tiếp công kích lẫn nhau trong các lĩnh vực. Bà Harris công kích ông Trump về lĩnh vực thuế, khi ông Trump có kế hoạch cắt giảm thuế cho các tỷ phú và tập đoàn lớn. Điều này sẽ dẫn đến khoản thâm hụt 5.000 tỷ đô la Mỹ cho nước Mỹ. Ông Trump phản biện rằng chính quyền hiện tại của ông Biden và bà Harris đang trải qua thời kỳ lạm phát kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Bà Harris cũng cho rằng chính quyền đương nhiệm của ông Biden và bà đang phải dọn dẹp mớ hỗn độn của ông Donald Trump sau 4 năm ông ở Nhà Trắng. Bà cáo buộc ông Trump đã để lại cho nước Mỹ tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ đại suy thoái cũng như cuộc tấn công tồi tệ vào nền dân chủ Mỹ kể từ nội chiến. Lĩnh vực khác hai bên tranh luận bao gồm vấn đề nhập cư, vấn đề phá thai, cũng như vụ bạo loạn nhà Quốc hội năm 2021. Bà Harris công kích ông Trump không công nhận kết quả bầu cử năm 2020 và dẫn tới cuộc bạo loạn lịch sử nói trên. Ông Trump biện hộ cho mình trong vụ việc, cho biết trước khi những người ủng hộ xông vào điện Capitol, ông đã kêu gọi họ tuần hành một cách hòa bình và yêu nước. Ở phần tranh luận về chính sách đối ngoại, bà Harris tránh đi thẳng vào vấn đề khi được hỏi bà sẽ làm gì để giải quyết bế tắc hiện nay trong việc đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Israel và Hamas. Về xung đột ở Ukraine, ông Trump tiếp tục khẳng định nếu ông làm Tổng thống thì những cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không xảy ra. Ông cho biết nếu đắc cử, ông sẽ nói chuyện với cả hai bên và đưa họ cùng lại với nhau. Bà Harris trong khi đó tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Ukraine và nhắm vào đối thủ. Bà mỉa mai, lý do ông Trump nói cuộc chiến này sẽ kết thúc trong 24 giờ là vì ông ấy sẽ mặc kệ nó. Chủ đề tranh luận cuối cùng là về Afghanistan, khi những người điều phối tập trung vào việc Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan vào năm 2021. Bà Harris nói bà ủng hộ quyết định của ông Biden khi rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, nói rằng người Mỹ không còn phải mất 300 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho cuộc chiến không có hồi kết tại đó. Đáp lại, ông Trump cho rằng dưới thời của ông Biden và bà Harris, quân đội Mỹ đã có cuộc rút lui tồi tệ nhất và đó là khoảnh khắc đáng của thẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cuộc tranh luận sau đó kết thúc và theo thống kê, sau 90 phút diễn ra tranh luận, ông Trump đã phát biểu tổng cộng 40 phút 50 giây, còn bà Harris phát biểu ít hơn với 35 phút 31 giây. Hai bên đã có màn tranh luận cực kỳ kịch tính và quyết liệt để thể hiện bản thân trước thềm cuộc bầu cử sắp tới. Cuộc tranh luận có thể quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Hai ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris và Donald Trump của đảng Cộng Hòa đã kết thúc màn tranh luận trực tiếp đầu tiên. Màn tranh luận được cho là sẽ tác động không nhỏ đến cục diện bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Cuộc tranh luận diễn ra tại thành phố Philadelphia, bang chiến địa Pennsylvania, với sự điều phối của hãng tin ABC News. Bà Harris và ông Trump trước đó đều đã tích cực chuẩn bị cho cuộc tranh luận, nhưng với cách thức không giống nhau. Bà Harris đã dành gần một tuần trong khách sạn để tập dượt. Trong khi đó, ông Trump không chú trọng việc tập dượt các tình huống giả định, mà dành thời gian để rà soát lại các quan điểm chính sách thông qua các cuộc thảo luận với cố vấn, chuyên gia chính sách và đồng minh. Những chủ đề nhận được sự quan tâm của hai ứng viên cũng như cử tri Mỹ bao gồm chính sách đối ngoại, kinh tế, nhập cư và vấn đề phá thai. Cuộc tranh luận diễn ra chưa đầy 2 tháng trước ngày bầu cử được cho là có thể chi phối kết quả bầu cử. Pennsylvania có thể là bang quan trọng nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và là một trong những bang mà bà Harris bắt buộc phải giành chiến thắng để trở thành chủ nhân của Nhà Trắng. Bang này có sự phân hóa rõ rệt giữa cử tri đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump ở bang này rất xích sao.
bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 46,6% và 45,7%. Tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên ở bang chiến địa khác như Wisconsin và Michigan cũng xích sao. Cuộc tranh luận tổng thống thường không quyết định bầu cử, nhưng đêm tranh luận ngày 10 tháng 9 có thể là cơ hội tốt nhất để bà Harris đưa ra một lập luận mang tính quyết định nhằm ngăn sự trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Màn so găng đốt nóng được đua bầu cử. Trong 8 năm qua, ông Donald Trump đã trở thành nhân vật được quan tâm đặc biệt cho nền chính trị Mỹ. Mặc dù vậy, khi ông tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 10 tháng 9, cựu Tổng thống đối mặt với khoảnh khắc hiếm hoi khi sự chú ý đổ dồn vào đối thủ của ông hơn là vào ông. Các cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống được theo dõi rộng rãi trên truyền hình và có thể ảnh hưởng lớn đến cách người Mỹ quyết định bỏ phiếu. Bà Kamala Harris được cho là một người tranh luận lão luyện, nhưng ông Trump cũng cho thấy ông là một đối thủ đáng gờm như những gì đã từng thể hiện trong cuộc tranh luận năm 2016, năm 2020. Sự ủng hộ của cử tri dành cho ông Trump trở nên vững chắc hơn sau một thập niên ông tham gia vào chính trường, nhưng sự ủng hộ đó đang bị lung lay sau những lùm xùm pháp lý nhắm vào tỷ phú New York. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho bà Harris có xu hướng thay đổi. Sự ủng hộ của cử tri về phó tổng thống cải thiện bất ngờ và mạnh mẽ hơn trong gần 7 tuần ứng cử gần đây, củng cố vị thế của bà trước ông Trump. Cuộc so găng vừa kết thúc có thể đưa bà Harris nổi lên như một nhân vật đáng chú ý trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay sau khi bất ngờ thế chỗ Tổng thống Joe Biden vào tháng 7. Đối với bà Harris, cuộc tranh luận đầu tiên với ông Trump cũng là cơ hội tốt nhất để bà củng cố những thành quả đã đạt được trong thời gian qua. Còn với ông Trump, đây là cơ hội để ông làm suy yếu và đảo ngược sự ủng hộ dành cho đối thủ. Cuộc tranh luận vừa qua là lần thứ 7 ông Trump bước lên sân khấu trong một cuộc tranh luận với tư cách là ứng cử viên Tổng thống trong một cuộc bầu cử, con số cao nhất so với bất kỳ ứng cử viên nào khác trong lịch sử. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên bà Harris bước lên sân khấu tranh luận của ứng cử viên Tổng thống. Các chiến lược gia nhận định, thông qua cuộc tranh luận, các cử tri sẽ nhận ra những điểm mới của ông Trump, trong khi họ có cơ hội hiểu hơn về bà Harris. Hai bang chiến địa có thể định đoạt bầu cử Tổng thống Mỹ. Ứng viên Tổng thống nào chiến thắng ở hai bang chiến trường Pennsylvania và Georgia sẽ giành được lợi thế mang tính quyết định. Khi cuộc đua Tổng thống bước vào chặng cuối, các bang chiến trường không yên hẳn về Dân Chủ hay Cộng Hòa ở Mỹ, bao gồm Arizona với 11 phiếu đại cử tri, Georgia 16, Michigan 15, Nevada 6, Bắc Carolina 16, Pennsylvania 19 và Wisconsin 10 trở thành tâm điểm. Hai ứng viên của Đảng Dân Chủ Cộng Hòa đều đang tích cực vận động tại những bang quan trọng. Người Mỹ không trực tiếp bầu Tổng thống, họ ủy quyền cho 538 đại cử tri, những người trực tiếp chọn ứng viên theo kết quả phiếu phổ thông của bang. Số lượng đại cử tri của mỗi bang được phân bổ dựa trên quy mô dân số của bang đó. Người chiến thắng là người giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Không phải tất cả 7 bang chiến trường đều có tầm quan trọng như nhau. Hai bang được đánh giá quan trọng hàng đầu trong cuộc bầu cử năm nay là Pennsylvania và Georgia. Lý do rõ ràng nhất khiến Pennsylvania và Georgia giữ vai trò quan trọng là hai bang có số phiếu đại cử tri lớn, lần lượt là 19 và 16. Ông Trump và bà Harris và các nhóm đồng minh của họ đã đổ 85,7 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo vào bang Pennsylvania chỉ từ ngày 22 tháng 7, một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden thông báo dừng tranh cử. Trong khi hai chiến dịch tiêu số tiền tương đương nhau ở Pennsylvania, ông Trump và đồng minh được cho là đã chi mạnh tay hơn phe của bà Harris tại bang Georgia với số tiền lần lượt là 25,4 triệu đô la Mỹ và 17,5 triệu đô la Mỹ. Quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump thừa nhận cựu tổng thống khó thu hút phiếu bầu của phụ nữ da màu khi đối đầu với bà Harris. Thay vào đó, họ tin ông Trump có cơ hội tốt hơn với nhóm cử tri nam, da màu và gốc Tây Ban Nha ở các bang chủ chốt, những người đang mệt mỏi vì lạm phát tăng vọt trong những năm gần đây. Khảo sát ở Pennsylvania cho thấy bà Harris và ông Trump đang cạnh tranh xích sao. Bà Harris dẫn trước chưa tới 2%. Hai ứng cử viên cũng cạnh tranh gay gắt tại Georgia, song một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Harris đang có động lực tốt hơn tại bang này. Tuy nhiên, nhóm của ông Trump lại lạc quan về cơ hội chiến thắng ở cả hai bang.